kia không muốn nói chuyện nữa. Nói thấy người anh kỳ kỳ sao dạ. Nói anh em đỡ em quên anh tôn trọng, xin anh tôn trọng em dùm. Rồi anh nói vậy thì em chặn luôn. Em nói giờ em chỉ muốn sống với con em, giờ có thể có sức khỏe để nuôi con, giờ em cũng không muốn quen ai nữa hết trơn á. Muốn sợ nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, chứ có ai đi theo mình nó canh này cái thôi, nhìn muốn sợ lắm. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh An Giang. Và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ quay lại trường hợp của bé Trang. Một cái cô gái khờ dại bị một cái chàng trai sở khanh lừa cho con mang, sau đó thì đánh đập rồi bỏ đi. Thì sau khi Bùi Hồ đăng clip đó lên, rất là nhiều cô bác quý anh chị đã đồng cảm về cái hoàn cảnh của bé Trang. Và đã chia sẻ, có một số cô bác quý anh chị hỗ trợ cho bé Trang cùng con của mình có những cái phần hiện kim để cho bé, một những cái phần tiền cho bé Trang cùng em Trang cùng với lại bé con của mình có thể trang trải cuộc sống qua ngày. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào thăm em Trang ha. Đây là một cái căn phòng trọ mà như trước Bùi Hồ đã nói đó. Trang ơi. Trang ơi, anh Nguyễn nè. Cửa của phòng của bé Trang này luôn đóng kín vậy đó. Mà nghe cái giọng lạ bé Trang cũng không dám mở ra luôn. Xin chào cô em. Cô đang làm gì đó? Ôi trời, cô bác quý chị thấy bé Trang cao ghê. Ở gần đụng cái cửa của cái nhà vệ sinh luôn rồi kìa. Chào em, nhớ anh không? Anh nhớ anh tên gì không? Em đeo này vô cho mạnh nha. Đang nhặt đồ cho con, sáng giờ ăn gì chưa? Dạ ăn cơm. Có ai không? Nhớ anh tên gì không Trang? Dạ, Bùi Văn Hồ. Bùi Hồ, ở nhớ luôn trời. Ủa hôm nay cười, nụ cười đẹp gái như vậy? Dạ. Cho anh biết coi hôm nay, mấy ngày nay thì mẹ con sao rồi? Dạ em khỏe, dạ, mẹ con em khỏe lắm anh ạ. Khỏe hả? Dạ. Cười kìa. Anh thường nghe nói là cái bé khi em để á, cho bé thường cái đầu của bé hay trở qua trở lại á, dạ, để mà cho tròn á anh Nguyễn. Dạ. Ôi trời, đồ trai dữ. Dạ mới tắm xong. Anh đặt tên gì chứ anh quên đó. Dạ đặt rồi. Tên gì? Dạ, tên Lê Minh Anh. Lê Minh Anh. Dạ. Lấy theo họ mẹ hả? Dạ. Em họ Lê. Dạ em họ Lê. À, Lê Minh Anh. Ủa ai nghĩ ra cái tên đẹp vậy? Lúc mà đi làm giấy á, dạ, cái chú kia đặt cho. Chú kia đặt cho? Dạ, cái chú đi làm giấy tờ. Rồi chú, lúc đó là em không biết đặt tên gì hay sao? Dạ không, chú dạ. Chưa đặt tên. Sức khỏe của em là sao rồi? Em cũng khỏe, dạ, em cũng khỏe anh. Vậy hả? Dạ. Mấy ngày nay ăn uống sao? Dạ, em ăn uống bình thường. Hôm nay ăn cơm gì? Cơm với cái cá biển, hôm qua mấy con cá biển qua muối chiên ăn ấy, tới giờ còn rồi hâm lại ăn. Dạ, hôm nào nấu cơm cho anh với Nguyễn ăn kéo á. Dạ được. Chịu không? Dạ, anh ăn không chê thì nấu ăn. Dạ. Dạ. Ngày xưa là bao nhiêu tuổi thì em biết nấu ăn Trang? Dạ đó, em cũng nấu được mấy năm nay nè. Tại vì nhỏ em khoái nấu đồ ăn lắm, nhỏ ưa chơi cái trò mà nấu đồ ăn này kia đó. Em khoái, rồi lớn học thấy ai nấu cái gì em cũng học theo. Dạ. Nhưng mà sau này thường mới nấu thôi. Dạ. Mai mốt em có mua sữa cho em bé gì đó thì em thường mua sữa cho mình uống á, thấy anh thấy em gầy á. Dạ. Để cho mai mốt hết suy dinh dưỡng cho đẹp gái trở thành hoa hậu luôn. Chiều cao mét mấy, 6 mấy hả? Dạ 6'6". Ồ, cao hơn anh luôn. Ồ, bằng anh chứ. Mà hỏi ngày có ai điện hỏi thăm mình gì không? Dạ không. Vậy hả? Dạ số điện thoại ít mà không có cho người lạ. Dạ. Hôm trước anh hỏi thiệt cái này nha. Dạ. Nhưng mà mình tạm thời mình giấu tên đi. Dạ. Hôm trước có một cái chú đó nào, anh nào hay là chú nào ở Mỹ gì đó. Dạ. Có làm ảnh hưởng cuộc sống của em hả? Dạ
cũng không có làm ảnh hưởng, cũng ảnh cũng đòi thương em, đòi lo cho em này kia. Ảnh nhiêu tuổi? Dạ, ảnh 4 mấy rồi. 4 mấy? Dạ. Anh nói là sao? Anh kêu, anh nói để cuộc sống của em, để anh lo này kia, ảnh nói anh kêu em thương đi, yêu ảnh đi, muốn cho anh. Mà gặp bao lâu mà, có gặp ảnh không mà anh nói gì ghê vậy? Dạ, anh nói chuyện qua bên Zalo thường, dạ, không có gặp mà. Tức là mối quan hệ đó dạ không biết do cái người sinh kênh đó là sinh như là số điện thoại Giang, lúc đó Giang không có xài điện thoại đó, anh mới nhờ nhờ mà gửi 100 đô để mua cái điện thoại và cái sim cho bé Trang, nhờ anh hả? Nhờ trong một ngày đó đó. Rồi bé Trang mới trò chuyện với anh đó, thì kể cuộc sống khó khăn vậy đó. Thì thấy ảnh nói cái vấn đề mà thấy nó không hay gì mấy, kỳ lắm, trò chuyện nó giống là mình quan tâm, mình giống là giúp đỡ điều đó mang ơn không hồn. Dạ. Mình dùng cái kêu bằng cái gì, kêu bằng cái tàu bài, kêu bé Trang xem thân thể bé Trang. Sao anh nói sao mình đang có thể nói cho anh? Dạ, anh nghe. Anh nói là thương em, anh nói yêu em, anh đòi coi thân thể của em. Rồi em nói ủa sao mình mới có quen vậy? Em cũng trả lời là nói em với anh cũng mới quen đây, anh chưa biết hiểu rõ gì em mà anh đòi thương anh, đòi thương yêu em. Rồi ổng nói tại ổng nói coi, em coi cho anh, em anh Nguyễn quay nhà anh coi, ổng nói em thật tình này kia, anh thương, rồi anh đòi coi thân thể em vậy đó. Rồi cái em nói với ảnh là anh ấy giúp đỡ em á thì em cảm ơn anh nhiều lắm, còn em không, em người đàng hoàng, em không có mẹ em bà, anh xin đợi coi thân thể em xin lỗi em không có, em không có chịu gì đó. Rồi sau này em gọi xong em nói gì đó, rồi em từ chối, rồi em chặn, rồi em xóa luôn, em không có nói chuyện nữa. Anh nói sống mà mày? Dạ. Anh sống mà mày? Dạ. À, có nghĩa là anh này là ảnh dạng như là ảnh như Nguyễn nói, có nghĩa là ảnh xúc phạm, xúc phạm về cái lời nói đó. Thì coi sợ bé Trang này nhẹ dạ nghe lời ảnh nữa, đúng không Trang? Dạ. Lúc đó em thấy cái em chặn hết luôn. Dạ, lúc mà anh thấy em, thấy ảnh giúp đỡ em, anh thấy anh vừa cũng đàng hoàng, cũng thấy cũng tốt bụng, cũng sau phút thấy nói chuyện cũng hơi lâu dài, cái anh đòi coi thân thể em nhưng em đánh giá anh đèn ảnh làm như em không nói chuyện nữa. Nói thấy người anh kỳ sao đó. Dạ. Nói anh em giúp đỡ em, cảm ơn anh, tôn trọng, xin anh tôn trọng em dùm. Rồi anh nói vậy cái em chặn luôn. Em nói giờ em chỉ muốn sống với con em, giờ để có sức khỏe để nuôi con, giờ em cũng không muốn quen ai nữa hết trơn á. Ôi trời, đã mới bị chấn thương tâm lý xong rồi bị bỏ bơ giờ số phận từ đó giờ đã khổ vậy rồi, mà bây giờ được người giúp đỡ mà lại có cái từ ngữ nó không hay. Tạm thời thì nói như vậy cho cô bác hiểu, thật ra thì bé Trang cũng có tâm sự với Nguyễn nên thật ra cái chuyện này nó cũng không hay ho cho lắm. Thì Bùi Hồ với Nguyễn tạm thời không có nói tên hay là không có nói như thế nào hết. Chỉ có nếu như mà anh á, mà có xem được cái clip này á, thì nên suy nghĩ lại những cái lời nói của mình. Thật ra bé Trang là cô bé rất là đáng thương, được mọi người chung tay, được mọi người chung tay giúp đỡ, thì cái tấm chân tình đó của mọi người á, thì Trang rất là mang ơn. Tôi trong lúc nó còn khó khăn như thế này, nhưng mà dùng những cái từ ngữ không hay á, nó ảnh hưởng đến cả một cái con người, chứ nó không phải là chuyện đơn giản đâu, thậm chí là tương lai nữa. Từ đó sao học hẳn luôn. Em sợ luôn, em chặn luôn. Sợ chặn luôn. Mới biết có một ngày một gì đó mà mấy Trang nó nói lại giật mình chứ. Có những người thì lại bình luận một cách rất là không hiểu chuyện. Họ nói như là tại sao quen với nhau mà để không biết Trang, không biết này biết kia để mà ngừa thai, hay là tại sao lại yêu anh đó đến vậy đó. Nhưng mà thật ra thì Trang có thể giải thích cho mọi người hiểu không? À, tại lúc đó còn như là nhỏ ham chơi, không có nghĩ đến những chuyện đó. Đúng rồi. Dạ.
em hiểu rồi, cũng không có biết cách ngừa này kia gì á. Thôi nhưng mà cuộc đời mà ai thì cũng có sự lầm lỡ, mà đặc biệt thì Trang á, thì lại là ngày xưa giờ không có đi học rồi, học hết lớp 1 là nghỉ rồi. Với một sự gọi là không có hiểu biết nhiều mà, thậm chí là có thể là đối với Trang có sự thiếu tình thương á, nên thành thử là mọi sự khó khăn trên đời này Trang không biết tâm sự với ai, không biết giải tỏa cùng ai, đúng không? Và thậm chí là nên em không có biết mấy cái chuyện đó. Sao mà ai cũng có sự, ai cũng có phải sai lầm, đúng không em? Đâu có người nào là trọn vẹn hết đâu. Nhưng mà thật ra là một mình mà nuôi em bé thì bao nhiêu người làm được như thế này anh em? Ở ngày này ăn được mấy chén cơm? Ăn được 2 chén, dạ. 3 chén. À, dạ. Có thường nấu canh đồ ăn không Trang? Dạ. Em ít nấu canh, toàn ăn cơm với rau luộc, cá kho, cá chiên. À, hàng chi là ốm là phải rồi. Mai mốt em gỡ là mua canh, nấu canh canh cải nè, với thịt bằm rồi đó. Thì để cho nó có sức khỏe, em mà có sức khỏe mới nuôi em bé được á. Nhiều khi cũng em anh nãy như nãy con anh nói đúng, anh nói đúng là em có khi có tâm sự này kia, không biết tâm sự với ai, chứ bằng để ông lòng cũng không biết nói tâm sự với ai, nó nhiều khi nhiều chuyện lắm. Yeah. Hiện nay về đây thì được mấy bộ đồ rồi? Dạ, cho nhiều lắm. Đã cho hả? Dạ. Ai cho? Dạ, cô cái bên cũng cho người, cái cô ở chị, cái chị ở phòng cái bên trọ cũng cho người cho. Có nghĩa là ta coi clip ta biết hay sao? Dạ không, tại cái chị hỏi có đồ mặc không chị cho. À. Dạ, con 2 bộ, những cái gì thấy tụi cho 2 bộ đồ. À. Kênh của anh Nguyễn thì hiện nay cũng là có mạnh thường quân ủng hộ khá nhiều tiền cho bé Trang anh Nguyễn hơn. Dạ. Thì chắc thời gian tới thì anh sẽ tạo cho bé Trang cái thẻ tài khoản ha. Để cho anh Nguyễn anh tạo cho em cái số tài khoản, mình thường quân nó gửi tiền cho em á, thì có thể chuyển trực tiếp cho em để mà em chăm con, hoặc là em thì phụ nữ để tiền nhiều trong túi nó không tốt. Yeah. Ví dụ em để 1-2 triệu đi trong túi thôi. Yeah. Cần thì rút, hoặc là nhờ anh Nguyễn đưa đi rút giùm hay là như thế nào đó. Yeah. Thì em ở nhà em chăm con. Rồi ở đây là 2 mẹ con là nấu bằng bếp ga nhỏ hả? Dạ. Yeah. Đâu lại đây coi 2 mẹ con là cơm cái gì? Có cao hơn em luôn á. Đó, anh cầm cái, anh đôi em nữa. Ngon, cao hơn em không? Đâu, bé Trang cao hơn thiệt. Anh Nguyễn anh nói là Trang là anh Nguyễn đứng chỉ chừng tới vai của Trang này hả? Đâu? Dạ, sáng này con muốn luộc. Ta muốn luộc? Dạ, con này cái biển chiên hôm qua tới bây giờ còn. Ừ. Dạ. Ủa, mình nấu bếp ga nhỏ hả? Dạ. Thì mai mốt em tính á anh Nguyễn, là anh tính, anh với anh Nguyễn tính á, là mua cho em một cái bếp ga bự, bếp ga nhỏ như thế này để trên này luôn nè, một bếp thôi. Ừ. Nhưng mà mua cho em cái bình ga bự để dưới này được không? Dạ. Thấy được không? Dạ. Có nghĩa là nó sẽ đỡ hao ga hơn. Cái bình ga nhỏ như thế này thật ra nấu nó rất là nguy hiểm nha anh Nguyễn nha. Dễ cháy nổ được hơn là cái bếp ga bự. Dạ. Bình ga để dưới này nè. Dạ, con lần nấu nó phục, lửa nó phục tới chỗ này luôn nè, em hết hồn. Rồi sao? Em tắt ly chế cho em sợ tắt ly chế đó. Anh Nguyễn người mất cái mua nó cho Trang rồi này. Có 2 cái giờ gì nè, thay vì thấy anh hơi bị cực tí xíu nè. Một là mình mua cái bếp ga đó anh Nguyễn. Hai là mình mua cái tủ đồ để cặp ở đó đó. Cái tủ vải á, tủ vải mà chia thành nhiều ngăn, hoặc là cái tủ nhựa gì cũng được để đằng đó đó, hoặc là để đằng góc này nè, ngang khoảng chừng 1 mét thôi, cao khoảng chừng 2-3 mét, cho 2 mẹ con để đồ rồi nhìn kìa. Quên ở dưới này nè, anh coi ngủ bằng cái tấm gì kìa. Nệm. Đâu phải nệm. Nệm gì đó. Không phải nệm. Phao bằng cái gì, mốt dép đó. Bằng cái mốt dép mà để mà mấy cái người mà ta học võ, ta quán rồi tập thể dục rồi ta lên đó đó. Này là ai cho em vậy? Chú trọ cho. À, sợ lại đó đây, chú trọ quá tốt luôn, mọi người nói chú trọ tốt ghê luôn á. Thì mai mốt gì nè, mua thêm cái tấm nệm nữa được đó rồi. Được không Trang? Dạ được, dạ nếu có rồi em mừng lắm, xin em mừng lắm thôi. Cái tấm này nó ngủ em bé sợ nó bị hầm không?
như mốt giúp Lào vậy. Ờ, mốt giúp Lào nó cứng lắm. Cái này nó không có được không bay có, hơi á, nó không có thông. Nó hầm lắm. Dạ, nó không có không có bay hơi đúng không? Dạ, đúng rồi. Mua cái tấm nệm nó thấy nó hay hơi tí xíu. Tấm nệm nó trồng bên đây, cao thấy. Trồng lên. Nó không, anh mua cái gạch nè. Anh mua cái tấm nệm 1m6 cũng được nữa. Không, mà nệm to lắm, nệm mỏng gì vừa được rồi. Không, 1m2 đi, 1m2 đi. Nhìn lên những xuống, mấy trang nó vệ sinh đó. 1m2 hai mẹ con nằm 1m2 vừa không? Này chừng 8 tấc vậy. Cho hai mẹ con ngủ. Thì cái chỗ mình muốn thấy vệ sinh, mình biết lau, mình dựng lên. Mình ăn. nhìn được. Dễ nha. Dễ thương. Trời nuôi mà. Trời nuôi. Hôm nay cũng nghiệp anh Nguyễn rồi. Nguyễn chạy đi để họ chích ngừa hả? Mười tay. Mười tay chích ngừa. Anh Nguyễn chở đi luôn. Ở bên sở y tế mà nó mười tay đi chở đó. Cũng may mắn là gặp được anh Nguyễn ha Trang ha. Gặp anh Nguyễn tốt bụng, cái gì cũng giúp đỡ vậy. Ủa, không có anh Nguyễn chắc không biết sao. Thì có gì khó khăn đó thông báo với anh chủ trọ hoặc là anh Nguyễn. Dạ. Gần gần ở đây để mà hỗ trợ. Thì mấy anh cũng rất là tốt luôn. Vậy là lần sau anh mua cái đó được không Nguyễn ha? À. Cái tấm niệm với lại cái tủ với lại cái tủ vải với lại cái bếp ga một bếp thôi, cái bình ga lớn đó. Được không Trang? Dạ, nếu có em mừng lắm. Dạ. Vậy? Dạ, nếu có được vậy em mừng lắm. Mình đang cho hai mẹ con cho khỏe. Tại vì đồ hai mẹ con để nè. Dạ. Ủa, hồi đó là em đi quái cái ba lô này em đi hả? Dạ. Như một cái bình thủy đó. Bình thủy nhét vô trong đó. Cái bình thủy nhét vô ba lô này. Dạ. Bình thủy đỏ đó. Rồi. Nặng lắm, lớp nào vòng á, rồi lớp nào quái thì em cứ cặp đồ nặng. Lúc đó thì mình vừa đi, mình vừa suy nghĩ trong đầu mình gì? Đi kiếm tiền nuôi con. Hả? Dạ, kiếm tiền để dành để nuôi con. Mà có khi nào mà vừa đi mà vừa khóc không? Dạ có. Có không? Dạ. Nhiều khi suy nghĩ sao mà số mình đi lang thang ngoài đường như vậy. Lúc đó mình đi mình sợ tới ban đêm không? Dạ sợ. À, sợ tới buổi tối hả? Nhiều khi muốn chỗ ở rồi ông ơi xin vô chùa ngủ. Rồi, xin vô chùa luôn? Dạ có, xin chùa ngủ. Rồi muốn chỗ ở rồi nhiều khi chủ trọ thấy gì người ta cũng có lấy tiền nữa. Rồi lúc mà xin vô chùa thì xin sao? Cô ơi, con đi ở đường, bây giờ con tối rồi cô cho con ngủ nhờ qua đêm vậy đó. Rồi sáng mai con đi, cô thấy gì cô cũng cho ở qua đêm. Dạ. Thì rồi qua ngày sau mình đi chỗ khác nữa. Nhưng mà có tâm sự với cô. Dạ, cũng nhiều cô cũng có tâm sự, còn cô không ít có tâm sự. Dạ. Rồi có dạ, cô cũng có cho tiền đó, cô tâm sự hỏi gì đó, cũng không thấy tội nghiệp, hoàn cảnh gì đó, cô cũng có cho được tiền đó. Ừ. Dạ. Một là đi sợ lúc tối, hay là sợ buổi trưa? Rồi lúc đói sao, lúc mà không có tiền đói hay sao với Trang? Dạ, cũng nhờ được đi đường, rồi mấy cô này kia, rồi chú, cô bác này kia cũng giúp đỡ cho được mới vậy. Dạ. Dạ, cũng có tiền ăn. Nhưng mà được sợ nhất là cái lúc nào? Sợ nhất có người ác. Yeah. Dạ sợ coi đó, cũng coi lên cho tiếng coi nhiều lắm, bắt cóc nít này kia sợ giật con thì phòng đi sợ này giật con cũng sợ lắm. À, rồi lúc mà có khi nào mình ngủ bụi không? Dạ. Có khi nào mình ngủ bụi không? Rồi không có tiền ở trọ nè, rồi không xin được nhà cô thì lúc đó sao? Em đi tổng cộng là bao nhiêu ngày? Đã đi được 5 ngày. 5 ngày. Dạ. Ngày đầu tiên thì ngủ ở đâu? Dạ, ngày đầu tiên ngủ ở trọ. Trọ? Dạ, ngày thứ hai ngủ trọ, ngày thứ ba ngủ chùa. Ngày thứ tư? Dạ, trọ. Trọ là bao nhiêu tiền một đêm? Dạ, mấy chục ngàn à. Sáu. Cô kia thì nhầm chỗ cũng giống nhau, chỗ thì 60. Còn chỗ 70, chỗ 80, chỗ có đủ. Tiền đó là mình xin người ta hả? Dạ, người ta cho.
ta cho để mình ngủ trọ. Dạ, đi dọc đường á, đi ban ngày đi đường ngoài đường á, rồi người ta thấy người ta vô nó hỏi thăm này kia rồi, rồi người ta cho tiền. Ừ. Mà lúc đó thì ở trong mình được mấy bộ đồ anh quên rồi. Em có hai một bộ trong cặp với một bộ mặc ở ngoài. Cái bộ em đang mặc là người ta cho mình luôn, mới đây. Dạ. Chứ nó được 4 bộ đồ. 4 bộ đồ mà nó áo nó nhỏ hết trơn rồi, mặc nó rồi rúng hết rồi. Cái hôm qua hôm kia với em bỗng nó đi chợ, em mua cho nó được 3 bộ đồ. Bé này được 3 tháng rồi đúng không? Dạ. Rồi em sanh xong thì bao nhiêu tháng, gần tháng em mới đi hay sao? Dạ, 2 tháng mấy em mới đi. 2 tháng mấy em mới đi? Dạ. Là bé lúc đó rụng rúng chưa ta? Dạ rụng rồi, bé rồi có 1 tuần là rụng rúng. Sanh ra được 1 tuần rụng rồi. Mới bị nước cục kìa. Có nước mẹ uống. Đẹp, đẹp trai ghê ha. Mặt cho ngủ rồi. Mặt cho ngủ. Dễ. Bé Trang ơi. Dạ. Ví dụ như mà ai hỏi xin em bé này để cho nuôi cái môi trường tốt hơn, giàu hơn, em chịu không? Dạ không. Ủa sao vậy? Em không có cho ai con cho này. Sao? Cho tội nghiệp á. Cho nhà giàu mà. Nhớ. Nó ở nhà lầu mà. Mai mốt mình làm lại cuộc đời. Bây giờ con không cần nữa, con cần con không mà. Chỉ cần con là không cần gì hết. Dạ. Cho bé uống nước lạnh hả? Dạ nước nóng. Ví dụ như ta bây giờ em bây giờ khổ quá nè, người ta cho em 1 tỷ. Em cho người ta con hàng người ta như hai vợ chồng hiếm muộn á. Người ta xin con em ta nuôi rồi em ta cho em 1 tỷ. Rồi em biết con em ở đâu mà được không? Được. Được sao không? Em nhớ con chịu nổi. Nhớ con chịu nổi hả? Dạ. Dạ lúc mang bồng dọc đường cũng có người ta xin dữ lắm, xin nhiều lắm. Ta cũng xin cho người ta đi, người ta cho tiền xài kia, không có chịu. Đừng tỷ mà. Hả? Bao nhiêu em cũng không chịu. Tỷ mai mốt mình làm người mẫu luôn. Mình ăn cái mập lên cái mình làm người mẫu. Anh nghĩ này sao? Nó chơi vậy thôi, anh nói chơi với em vậy thôi nghe Trang. Mình đang chọc cho đỡ buồn á. Cho thằng em đỡ buồn, cho tinh thần vui thôi. Chứ thật sự thì mọi người, cô bác, anh chị, người ta rất là thương em, đồng cảm với lại em. Này họ đến đây thăm, thấy sắc mặt của Trang như thế nào? Vui cười, à. Mà đẹp hơn đó. Anh thấy em cười, thấy bữa hổng khóc, làm anh rớt nước mắt luôn trời. À, bữa nay thấy cười vui vẻ, nào thấy... Thật ra thì trên cuộc đời này em nghĩ rằng đâu phải người nào cũng là người xấu như người em đã từng gặp đúng không Trang? Có rất là nhiều người tốt đúng không? Dạ. Ở đây tốt hơn ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long em nhiều lắm. Tại Vĩnh Long em không ai quay phim, không ai giúp đỡ gì hết trơn á. Có quay phim em hả? Dạ không, ở Vĩnh Long không ai quay phim mà lên giống như vậy. Dạ. Không phải ở đâu, ở Vĩnh Long hay là ở Đồng Tháp hay ở An Giang như vậy á, cũng có người tốt và người xấu. Dạ có mà... Thì tại vì em chưa đến cái cơ hội để mà em gặp được cái người tốt thôi. Dạ. Đúng không anh? Trong khi cái nghiệp của phía trước của em còn đến thời điểm đó. Trong khi sau này thì có thể là khi mà con em lớn ổn định á, có chỗ ăn học thì em có thể gặp được một người chồng tuyệt vời hơn sao? Cái đó anh nói thiệt mà tại vì cái tuổi của Trang còn khá là trẻ đúng không anh? Ừ. Đường đời còn khá là dài. Và thậm chí là em còn phải nghĩ đến tương lai xa xa nữa kìa. Chứ không phải là ví dụ con em 5-6 tuổi, 6-7 tuổi cho bé nó đi học nè. Thì em cũng còn phải đi làm để mà nhầm khi em cuộc đời cũng chạm đến rất là nhiều người. Và cuộc đời em rất là dài. Và thật ra thì anh gặp em anh rất là nể, ví dụ cái nghị lực phi thường. Có nghĩa là ổng con đi lang thang khắp nơi mà mình em vẫn dám đi. Khi em mồng con đi ngoài đường em cũng sợ lắm, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia chứ có ai đi theo mình đâu, canh này kia thôi, nhìn cũng sợ lắm. Dạ.
lúc mà mình làm gì để mình phòng ngừa những cái kẻ xấu. Dạ, cứ đi nhìn ngoài sau hoài, chút cái nhìn sau, chút cái nhìn ngoài sau hoài. Coi có ai theo dõi mình không hả? Dạ. Nếu như người ta có theo dõi em, đâu làm được gì người ta đâu. Nếu người ta đem theo dõi em thì sao? Em la làng. Ta theo dõi, ta cứ làm gì đâu mà em la làng. Mà em đi em lựa chỗ đông người đi, em không có dám đi chỗ vắng người. Lựa chỗ đông người đi, kinh nghiệm thôi nha. Ôi ôi nhìn cả bù bẩm quá anh ơi. Ừ. Dễ lắm. Anh thấy tiếng khóc luôn. Đã có người ngồi nói chuyện chơi nó không khóc hết chứ đi hết trơn rồi nó khóc rồi. Thôi em thường mặc tả cho bé hả? Dạ. Đi chấm rồi chấm rồi. Chấm rồi chấm rồi. Bàn tay của bé trai nó nhìn ngồi cũng đã thấy khắc khổ. Thường tay phụ nữ là mình không nhìn đỡ biết. Dạ. Yeah. Như theo hồ nhìn bàn tay nó khắc khổ. Đâu em đưa động. Chân tay nhiều. Tay mình thường phụ nữ không nhìn. Em lật bàn tay, lòng bàn tay trong anh. Nhằm khi có lao động lúc Trang nó làm mưu sinh đó thì đừng cái tay nó... Nhưng mà bàn tay này em thấy sướng mà, chứ không khổ hay đâu. Không đâu, nhìn cái những cái ngón cái gu tay. Những người ta lao động nhìn nó khác biệt. Đâu, quay lại cái lao động. Có nghĩa là cái gu tay trên này nè, đúng không? Tay gu. Có nghĩa là gì nè, một là bé Trang mới sanh, hay là ngày xưa lao động chứ nhìn cái bàn tay nó cũng sướng như một nhìn con ngón tay rất dài. Mình nói là lao động chân tay nhiều quá, lao động hồi xưa giờ nhiều lắm, giờ nhiều lắm, chứ không phải mình nói về đánh tương lai, không phải là thầy bói. Mình nói là nhiều nhìn nhận á, con bé thì đó nó làm cực khổ nè, cái tay nó va chạm á. Đúng rồi, đã từng lao động cái công việc đó, cái sau này người ta coi bàn tay Trang, người ta nói sau này làm tỷ phú sao. Ngày bé uống sữa nhiều không Trang? Dạ, mấy đợt trước uống ít, giờ từ từ nó uống nhiều rồi. Dạ. Lúc trước nó uống chỉ có một ngày uống được có một bình. Này uống sữa gì anh Nguyễn mua hay anh Nguyễn? Dạ phải, cái này người ta cho. Sữa này là người ta đem lại cho hả? Có sữa kia gà, sữa kia gà, sữa này là 7 tháng. Dạ, 7 tháng uống. Ta uống gà cạnh bên ta cho. À, 7 tháng. Toàn là bình thường uống sữa nào? Dạ, sữa đường đó. Sữa anh pha, đi lát anh pha. Dạ. Anh pha. Đi lát pha nó chia ra nhiều tuổi lắm á, có nghĩa là 4, 5, 6 tháng tuổi hay là 1, 2, 3 tháng tuổi gì đó. Từ 0 đến 6. Nè, từ 0 đến 6 tháng tuổi nè, thấy không? Đó, thấy không? Đó, đúng rồi, uống sữa này được. Này cũng hai hộp này cũng nhờ anh chủ trọ mua cho. Chủ trọ mua cho đó hả? Dạ. Ủa, anh chủ tốt ghê trời. Vậy là sau này em phải mang ơn chủ trọ nhiều rồi. Tới đó là tiếp tục là anh Nguyễn. Chú trọ thì cũng kêu ở trọ, ổng kêu lúc mà gặp ở ngoài tiệm cơm chay á, lúc đang ngồi đó nghỉ mệt á, rồi đang lúc đó đang nói chuyện với bà chủ, nói với bà hỏi thăm gì đó, cái hồi ông chú trọ ổng đi đâu lại á, rồi ông thấy em vậy đó, bồng con với ông hỏi thăm em vậy đó, sao vậy đó, rồi ổng hỏi ổng ở trọ ổng cho cái phòng để ở, rồi ban ngày á muốn đi đâu rồi đi, còn ban đêm á đi về đó ngủ. Em nói gì em cũng mừng, em cũng cảm ơn ông chủ, em cũng đồng ý, em cũng chịu. Rồi cái ông chủ kêu lên xe đi, ông chủ chở về đây cho. Rồi lúc đi lúc đó lên xe đi á, dọc đường cũng vừa mừng cũng vừa sợ nữa. Yeah. Sợ. Mà em cũng gan thiệt, cái người lạ mà nói vậy mà gặp em kêu em không đi đâu. Lúc đó sợ không? Dạ, sợ. Cứ đi cái nhìn nhớ đường thôi. Chút xíu ông bán nội tạng luôn vậy. Rồi cái ông chở về đây nè. Và có khi nào em sợ ông bán nội tạng không? Dạ không, em không sợ cho em thì em sợ không sợ em sợ con em không à. Dạ. Em không sợ em luôn. Em sao không sợ mà em sợ con, em lo cho con không? Nói chung là em cũng mạnh mẽ, dũng cảm. Bên trong một cái con người yếu đuối như thế này, một cái thân hình yếu đuối như thế này là một cái nghị lực phi thường, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Dám vượt qua hết những cái khó khăn, sau này có thể là
cái khó khăn này thì em với con em sẽ khỏe, gặp được những cái người tốt hơn. Rồi chú trò kêu về đây ở đi, rồi ông kêu bữa đó là con hỏi chú trò nhiêu tiền đi, con biết để ông đóng, ông kêu thôi ở đi, chờ ở đó, ở không đó mà họ khỏi lấy tiền, không có phải đóng tiền, cái nói con đóng tiền ở không như hoài cũng thấy kỳ, cũng thấy kỳ không được, nơi lại bán sớm có tiền rồi đóng cho ổng. Điện nước xong đi. Điện nước á, chắc có lẽ là mình tính. Tại vì hình con bé An lúc trước con mang ở đây cũng giống như con bé Trang vậy nè. Đó thì anh ở chỗ ở không, nhưng mà điện nước mình tính. Thì mình làm sao mình có tiền thì mình trả tiền chỗ luôn. Người ta giúp mình vậy là người ta kinh doanh mà. Điều đó mình quý, mình làm cái tiền mình dễ mình cho lại. Nói chung là không ai muốn mang ơn hoài. Thì có làm được có tiền thì mình sẽ gửi lại. Cái phòng này cũng không có nóng lắm đúng không? Dạ không. Ở hai mẹ con ngủ cái mùng gì ta? Dạ. Mùng này hả? Dạ, mùng có văn mùng nó ngủ. Mùng đó chủ cho luôn hả? Dạ không phải, cái tiệm con trai cho. Cái cô á, cô bán cơm chay á, rồi cô cho được cái gấu với cái mền với cái mùng. Lâu chưa? Dạ, thì lúc mới vừa gặp luôn, ngồi gặp mới vừa gặp ông chủ luôn. Chủ nhà trọ nè. Ngồi đó chỗ quán đó nghỉ mệt á. Rồi ông chủ hỏi gì, ông ở chỗ ông cho cái phòng đó, rồi cái cô kia thấy ở phòng thì mới lại thì cô không có cái gì. Rồi cô hơi cô cho cô thấy gì cô cho được cái mền với cái gấu, cái mùng. Vậy là mừng luôn rồi. Nhưng mà em thích cái mùng đó không? Hay là có cần là cái mùng chụp không? Dạ không, vậy được rồi. Cái mùng này đủ rộng không? Dạ đủ, bự văn nữa, đủ bánh anh. Nhưng mà anh Nguyễn nằm cái mùng đó mình mua cái niệm thôi Nguyễn. Ừ. Cái này nó cứng lắm. Cứng lắm. Cứng chậm lắm chứ. Này không phải là thấy trăng qua đèn có tiền thì cũng nói chung là cũng cảm ơn chủ lắm. Nhưng mà mình mua cho nó tội nghiệp bé thôi chứ mà tội nghiệp bé này nè, nằm nó bị hầm hơi á, chứ người lớn sao không được, nó hầm hơi nó chỉ sợ sao mà. Có hầm hơi dạ có, nó bị nổi cái gì là đỏ nhá, có chừng nó bị hầm hơi bị nổi một đỏ đỏ chừng bị hầm hơi á Trang ơi, này là phải mua này gấp à. Hôm nay mà lại đây gặp em cười vui mừng ghê á. Xuống thăm em cũng mừng. Nói không phải nói á, em cười nhiều vô đi, em càng cười là càng thấy dễ thương á. Đừng cho con mình nó có cái mẹ, cho có mẹ có sức khỏe người con nó để mà chăm sóc cho con được, có năng lượng mới chăm sóc con tốt được chứ. Đúng rồi. Nhưng mà gặp em lần là nhớ ta. Anh Nguyễn nói hả? Anh Nguyễn nhắc Trang hả? Tới đâu anh, lúc đó em đâu biết anh gì đúng không? Dạ không. Anh Nguyễn nói là để vài ngày nữa có anh bạn của anh là xuống thăm em. Hôm nay á thì nói chung là anh cảm nhận như thế này nè. Đối với bản thân anh cảm nhận đến thời điểm bây giờ mà em với con của mình á, cần sự giúp đỡ nhiều của cộng đồng cũng như là tất cả các mạnh thường quân. Và mặc dù là quãng đường nó hơi xa xôi đối với anh tí xíu, nhưng mà mạnh thường quân gửi là anh nhận cho em. Tại sau này á, khi mà em có số tài khoản á, thì anh Nguyễn làm cho em cái số tài khoản á, thì anh sẽ qua quay thêm một lần nữa để mà công bố cái số tài khoản của em cho mạnh thường quân có thể nắm được, có thể chuyển trực tiếp cho em luôn. Và anh sẽ thường xuyên cập nhật cái tình hình của hai mẹ con em cũng như là anh Nguyễn để cho cô bác với anh chị thấy. Tại vì thật ra cái hoàn cảnh của em nó cực kỳ đáng thương và đáng giúp. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm, người con gái rất là nhỏ tuổi, chỉ mới 23 tuổi thôi, con của mình thì mới 3 tháng tuổi thôi, không có thể làm được cái công việc gì, không có chỗ nương tựa gì hết á. Nên là nữ là nhờ sự chung tay của cộng đồng rất là nhiều đó. Thì sau này anh Nguyễn khi mà làm xong cho em hay quá nghe Nguyễn, làm xong đi. Mà đặc biệt khi mà làm giấy, làm cho em cái số tài khoản ngân hàng á, thì mọi người yêu cầu em đừng làm gì, làm người ta chỉ yêu cầu đọc cái số tài khoản, em chỉ đọc cái số tài khoản thôi, còn không đọc bất cứ cái thông tin gì thêm nữa. Em
cũng số tài khoản gì thì anh Nguyễn chỉ em. Anh Nguyễn chỉ á, tại vì em có một cái hoàn cảnh á, được giúp đỡ các anh kia, anh lấy hết mấy chục triệu tiền luôn, rồi kêu lít vô này lít vô kia, nhắn tin qua đó lấy hết tiền trong tài khoản luôn. Cái điều đó nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm, thật ra rất là nguy hiểm. Có người tốt thì cũng có người xấu, và tất cả cái chuyện gì em cũng đều thông qua cho anh Nguyễn. Còn nếu như mà tốt nhất là có thể chuyển cho anh Nguyễn, anh Nguyễn lại đưa cho em hoặc là nạp cho em để coi anh Nguyễn công bố lên cho dễ. Đó, đối với những người phụ nữ mà không có ấy thì nguy hiểm lắm. Và hôm nay thì anh đến đây, anh thay mặt cho Mạnh Thường Quân thì có gửi cho anh 3 triệu, đó là chị Kim Vi, Châu Lê, Hạnh Phạm, Kim Anh, Diễm Trang, với lại một cái chị tên là chị Chiên Hoa, gửi cho em mỗi một Mạnh Thường Quân là 500.000 đồng, là 6 Mạnh Thường Quân là 3 triệu đồng. Đó là chị Kim Lê, Châu Lê, Hạnh Phạm, Kim Anh, Diễm Trang và chị Hoa là 3 triệu đồng. Với lại một chị giấu tên ở quận Phú Nhuận là thêm 1 triệu đồng nữa, là tổng cộng là 4 triệu đồng. Thì thôi thì anh Nguyễn hôm trước thì cũng có nhận được cái số tiền hỗ trợ vậy đó. Thì chắc có thể tiền này anh sẽ cho mua trang trải cho bé Trang hay như thế nào ha. Thì anh cứ tự xử đi ha. Không, giao cho bé Trang đi. Giao cho bé Trang trước đi. Mua mình phải nói với Trang tiếng rồi đi cùng với Trang ra mua những bộ đồ đó. Cái gì mua cho hai mẹ con vài bộ đồ luôn. Anh Nguyễn cầm đi. Đồ em đủ mặt rồi em không cầm. Vậy là anh thay mặt là chị Kim Vi, Châu Lê, Hạnh Phạm, Kim Anh và chị Diệp Trang, với lại một chị Hòa, mỗi một chị là 500.000 đồng, 6 chị là 3 triệu, 3 triệu, với lại một chị giấu tên ở Phú Nhuận có thành phố Hồ Chí Minh, 1 triệu nữa là 4 triệu đồng. Yeah. Anh gọi cho em. Yeah. Cưng đếm lại đi Trang. 4 triệu. Dạ, cảm ơn. Em cảm ơn mấy chị nhiều lắm đã giúp đỡ cho mẹ con em trong hoàn cảnh khó khăn này. Em sẽ có tiền này, em sẽ mua ăn uống thường ngày với mua sữa cho con, còn như em để dành lên để sau này để cho con em có cuộc sống tốt hơn, không có khổ giống như em nữa. Em cảm ơn mấy chị nhiều. Sao cảm ơn mà khóc? Dạ. Đừng cảm ơn mà khóc nữa. Em vui, em mừng. Dạ. Cười lên đi. Dạ. Bây giờ nói câu cảm ơn cười không khóc được không? Dạ. Tại người ta nói là vui vẻ xin cái gì? Sức khỏe mà buồn phiền thì xin bệnh tật. Dạ. Đúng không anh? Đúng rồi. Mấy chị giúp đỡ em trong hoàn cảnh này em khó khăn, em không quên ơn mấy chị. Cảm ơn mấy chị. Cười lên cái. Ủa sao không cười nổi rồi? Em rất mừng. Ơi một lần nữa thì chắc có lẽ hôm nay á đến thăm bé Trang thay mặt cho Mạnh Thường Quân để mà trao một số hỗ trợ cho bé Trang, cũng như là con có một cái số tiền chi phí để mà trang trải trong cái cuộc sống hàng ngày, cũng như là mua sữa nè, rồi cũng như là sinh sống hàng ngày nè, để cho hai mẹ con có cuộc sống đỡ hơn. Thì một lần nữa chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, kênh anh Nguyễn An Giang, đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của bé Trang nói riêng và tất cả các hoàn cảnh khó khăn nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha. Chào hai mẹ con.